tổng thống ukraine volodymyr zelensky mới đây xác nhận thêm hai tàu hàng đã đi qua hành lang nhân đạo tạm thời trên biển đen ukraine thiết lập hành lang này cho các tàu thương mại bị mắc kẹt tại các cảng bên bờ biển đen hoạt động vận chuyển sẽ được ghi lại bằng camera lắp trên tàu để đảm bảo việc phục vụ sứ mệnh nhân đạo và không nhằm mục đích quân sự theo Tổng thống Ukraine, hai chiếc tàu chở hàng đã rời cảng Odessa theo hành lang nhân đạo tạm thời mà nước này đã thiết lập sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen đổ vỡ hồi tháng 7. Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kurakov cũng xác nhận hai tàu hàng gồm một tàu chở 56.000 tấn gan và tàu còn lại chở 172.000 tấn quảng sắt đã di chuyển trên hành lang nhân đạo dành cho các tàu dân sự. Tháng trước, hai tàu khác cũng đã rời cảng Odessa theo hành lang này để tới Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgari. Theo hãng tin TASS, sau khi Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo từ ngày 20 tháng 7, các tàu đi trên Biển Đen đến hoặc đi từ các cảng của Ukraine có thể bị Nga xem là tàu quân sự. Và các cờ quốc gia treo trên những con tàu này được xem là ủng hộ Kiev, can dự vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.